Nhưng mà trước kiểu mình ông sao ông đá được, ông tập cái gì rồi? Nếu mà muốn đá được như thế chỉ có học ở các thế. Không, tôi có anh ấy học võ, anh chỉ không, tôi ở gần biển thì cứ vậy lên biển tập cá ngã không sao. Em có giúp đâu, thầy ra đi, chẳng qua thầy đá. Nhưng mà bây giờ mà đá ở đấy chắc mẹ sợ không nổ bóng. Gót lại. Bắt chủ rồi. Em đang di chuyển. Diệu phải học ở mấy cái câu lạc bộ ở nhà thi đấu quận Ba Đình hoặc là hay là Trưng ấy mới đá được kiểu đấy. Hoặc là đá coi lại đi.